anh hỏi một câu chuyện nghiêm túc này. Vậy là tổng cộng là em đi chơi và khách sạn gọi là vui vẻ đấy, hai người với nhau bao nhiêu lần trong vòng gần đấy tháng? Dạ, được hai lần, một lần lên Bảo Lộc và một lần ở đây. Có hai lần thôi? Dạ. Hai lần nhưng mà kiểu lần tranh thủ chứ không phải đi cả ngày đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là chở em đi công việc về cái tranh thủ đi chơi. Anh hỏi em cái ý như vậy, anh hỏi như vậy là dạ, không phải là ý gì, mà anh muốn biết là ông này có yêu em thật không. Nếu một người yêu chân thật ấy, thì có thể người ta dành tình cảm, dành thời gian, dành công việc cho em nhiều hơn. Nhưng mà đi với em toàn chốc lát, tranh thủ mà. Đúng chuyện này phải bức xúc. Đây là những người đàn ông mà phải là bám váy đàn bà, mà đây những phi công này phải là chuyên gia lợi dụng tình cảm của tất cả chị em phụ nữ. Mục đích chính là lấy tiền để ăn xài hoặc làm những việc khác, đá gà đá vịt, lấy ở bà lọ nuôi bà kia. Có thể là lấy tiền của em đi nuôi những cô gái trẻ khác, anh nói thật đấy. Bởi vì ông tướng này ông không đủ tuổi để ông đi dụ các cô gái khác trẻ, trẻ đẹp mà người ta cần tiền, phải có tiền người ta mới quen. Còn với những người phụ nữ như em thì người ta, em chỉ cần tình thôi, đúng không? Có thể em dâng hiến hết. Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những thời gian vừa qua phải nói là anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp nhận là rất nhiều các thông tin, đặc biệt là rất nhiều các chị gái, các cô, thậm chí các em gái rất lớn tuổi rồi ở tất cả các tỉnh, phải nói là những cái câu chuyện về đây chia sẻ anh em nghe phải là thực sự rất đau lòng. Mục đích chính là các anh em muốn đưa những cái câu chuyện này để cho cảnh tỉnh tất cả các cô, chú, anh chị, để mọi người không bị mắc lừa, không bị sập bẫy. Dù rằng yêu ai đó thì mình cũng tin người ta một phần thôi, còn đừng có tin hoặc trao thân gửi phận và có thể là trao cả tài sản cho mình cho người khác. Đến giờ phút này thì thực sự là trắng tay. Thì hôm nay thì sáng hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin, một em gái và nó vô cùng rất xinh đẹp về đây chia sẻ cái câu chuyện là bị một người bạn trai lừa đảo, lợi dụng cả tình cả tiền. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép chào em nhé. Rồi em có thể em cho anh biết em họ tên là gì, em tên là gì? Em tên Phạm Thị Thúy. Em Thúy nha. Dạ. Rồi Thúy cho anh hỏi là hiện nay em đang sống ở đâu? Dạ em sống ở Bến Cát, Bình Dương. Rồi em cho anh biết này, hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm ai vậy em? Dạ em nhờ hiệp sĩ Bình Dương đăng tin tìm anh Võ Hồng Khánh. Võ Hồng Khánh. Dạ. Em cho anh biết này, em năm bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 82. 82 tuổi Tuất à. Thế còn Võ Hồng Khánh là bạn trai em hả? Dạ. Bạn trai em năm nay là nhiêu tuổi rồi? Anh sinh năm 91. 82, 91. Ồ. Vậy là 82, 91, 11 tuổi à? Phải không? 9 tuổi hả? 9 tuổi. Vậy là cái người Võ Hồng Khánh này nguyên quán ở đâu em? Anh ở bên Tây Ninh đó. Bên Tây Ninh hả? Người ta làm cái nghề gì vậy em? Anh chạy xe du lịch 7 chỗ. Chạy xe du lịch là chở dịch vụ đúng không? Dạ, là chở dịch vụ á. Chạy xe là xe của mình hay là chạy mướn cho người ta xe em? Xe của anh ấy luôn. Có xe luôn hả? Dạ. Xe là chắc cũng có điều kiện ha. Dạ. Em cho anh biết là hiện nay em đang nghề làm nghề gì? Dạ em đang buôn bán. Thế còn cái hôn nhân của em sao rồi? Dạ em hôn nhân của em là mấy năm trước em đã ly hôn rồi. Mấy năm trước ly hôn rồi ha. Dạ. Bây giờ đến giờ phút này là em quen người bạn trai này, em quen trong cái trường hợp nào vậy em? Dạ em quen ở trên Facebook á. Quen trên Facebook ha. Dạ. Em quen lâu không? Dạ, em quen được mấy tháng đó là anh sang nhà em chơi. Em cho anh hỏi này, em quen trên Facebook là ai, mình làm quen mấy bạn Khánh hay là Khánh làm quen với em? Dạ Khánh làm quen với em trước. Làm quen mình nói chuyện nhau trên Facebook lâu không em? Dạ được một ngày là anh qua nhà em ăn chơi luôn. Chơi có ngày một đấy hả? Thì nói chuyện qua bạn bè xong anh kêu là gửi vị trí anh qua chơi thôi. Dạ. Qua chơi chờ hôm đó làm sao, chơi lâu không? Dạ chơi cũng đi uống cà phê bên nhà em gái xong rồi bắt đầu chia tay rồi đi về. Rồi bao giờ anh ta quay lại nữa? Rồi đâu 5-6 ngày sau là anh lại qua anh chở nhà em đi công việc ở bên Bảo Lộc á. Lâm Đồng, Bảo Lộc à. Rồi cứ cỡ chở qua chở lại vậy đó để quen nhau ạ. Gọi là vừa là khách vừa là bạn trai vừa là mới đầu là gọi là trước mắt là làm khách, bạn. Bạn đó. Về sau làm khách đúng không? Dạ. Từ từ là yêu. Dạ đúng rồi. Em cho anh hỏi này, Khánh có chia sẻ là Khánh có vợ có con gì không em? Dạ Khánh cũng nói là Khánh chưa có vợ. Sinh năm 91 đúng không? Dạ cũng chưa có vợ. Mà chưa vợ. Dạ. Em hiểu em có tin được không? Theo em nhìn em có tin dạ không? Dạ thì em có qua nhà, anh mời em qua nhà chơi á. Có dạ, qua nhà hả? Dạ có hai anh em à, không có vợ con. Không vợ con thật luôn hả? Dạ. Vậy là không có vợ con này mà một người chạy xe này chắc chắn là rất chịu khó à. Dạ. Anh với cái ánh mắt nhìn của em đầu tiên này em nhìn Khánh có đẹp trai dễ thương không? Dạ không, thấy anh ấy cũng chịu khó, anh chở gia đình em về quê á. Anh cũng xông pha, anh làm công việc này kia thì thấy cũng chịu khó. Chịu khó ha. Rồi em cho anh hỏi này, Khánh ấy thì anh nhìn thì có thể tướng mạo có thể là đẹp trai đúng không? Theo em nhìn thì có đẹp trai không? Khánh cao, tướng này cao chắc 1m75 đó đúng không? Dạ, tầm anh thôi. Khỏi cao hơn anh, có 1m7 à? Đây chắc phải 1m75, anh nhìn rất cao.
rậm râu, râu rậm, sâu mắt, rậm râu sâu mắt, ăn mặc thì đúng quần áo là thể dục thể thao, đúng là hot boy luôn đấy. Anh là dân bóng đá. Ồ, vậy đúng hot boy bóng đá rồi. Đây gọi là bóng đá, là trước là hot boy xăm chỗ, nhưng bây giờ đây là hot boy bóng đá. Em cho anh biết này, vậy là xong những cái cuộc hành trình ấy, mình trở đi trở lại làm khách và là từ từ quen. Ai ai là người nó yêu? Dạ anh ta, anh Khánh đó. Khánh nó yêu em à? Dạ. Khánh có hỏi cái cuộc sống, cái kinh tế, cái công việc của em cụ thể không? Dạ có hỏi, rồi em cũng nói như vậy. Rồi Khánh cũng nói như vậy, rồi hai đứa mới quen. Ờ. Thế là khoảng bao nhiêu thời gian từ hôm mà gặp nhau lần đầu tiên mà đến khi mà bắt đầu ngỏ lời yêu ấy là khoảng bao nhiêu thời gian em? Dạ 4 tháng. 4 tháng à? 4 tháng mới bắt đầu lá thư yêu à? Cái hôm đầu tiên ấy, Khánh đến nhà em thăm em và gặp em làm quen ấy, Khánh có mua bông hay mua gì tặng em không? Dạ, Khánh mua cho em một đôi dép 360 ngàn cầm sang cho em. Ồ, sao biết dép em vừa? Dạ, Khánh sao? Hỏi số, hỏi sai rồi. Ồ. Khánh mua, Khánh mang qua rồi mua quà cắp sang cho. Ồ. Cho chị em, anh em, nhà em. Ồ, vậy là Khánh cũng biết chơi chứ, đúng không? Anh nhìn thấy là thằng dạ thì em nghĩ vậy, em cũng thấy là đoàn hoàng á. Ồ, rồi Khánh mới mời em qua nhà chơi cho biết nhà. Ừ. Gọi là em cũng biết nhà rồi. Dạ. Rồi thế là Khánh mới bắt đầu mới ngỏ lời yêu em. À, yêu trước rồi xong mời qua chơi để biết nhà rồi sau đó phải mượn tiền. À, yêu thì mình đã từng đi chơi với nhau thân mật ở nhà nghỉ khách sạn này chưa? Dạ có đi một lần. Yêu bao nhiêu thời 4 tháng mà mới gặp nhau mà đi chơi có một lần ấy hả? Dạ, tại vì ở bên kia với bên này á, Khánh không có rảnh. Không rảnh nhưng mà đi xem thăm bạn gái, thăm người yêu mà đi làm công sao việc mà... không ạ? À, ví dụ nhà em đi đâu thì Khánh qua chợ, chợ xong là Khánh về. À, về là lúc tranh thủ về là mình đi chơi tí rồi về. Là mình tranh thủ đi chơi xong rồi mình về ha. Em ly hôn được lâu chưa? Em ly hôn được 2 năm rồi. 2 năm rồi. Trong 2 năm này chắc là đến giờ phút này nó thật là mình cũng hơi thiếu thốn tình cảm à. Muốn tìm một người bạn để làm quen đúng không? Dạ. Em mới đầu em nhìn Khánh này có cái gì đó mà được và không được không? Mới đầu á. Bắt đầu thì em thấy nói chuyện cũng hiểu chuyện. Rồi chạy xe rồi thấy cũng đoàn hoàng nữa. Chở em đi rồi cũng mua đồ mua đạm cho ăn cho uống dọc đường này kia. Nhưng mà tiền bạc thì chạy xe này có sẵn phẳng không? Dạ, hay là sẵn phẳng luôn, hay không là... có lợi dụng luôn ạ. Lấy em bao nhiêu em trả bấy nhiêu luôn ạ. Là rõ ràng ha. Dạ rõ ràng. Sau đó thì Khánh là ngỏ lời yêu em. Dạ. Có hứa hẹn với em là sẽ sống thì với em không? Có hứa hẹn nói là cuối năm mẹ bên Đài Loan về. Rồi qua nhà em chơi nói chuyện người lớn. Mẹ Khánh bên Đài Loan hả? Dạ. Em có thấy không? Em có thấy không? Dạ Khánh nói chuyện qua Messenger và Facebook. Mẹ nuôi hay mẹ ruột? Mẹ ruột. Mẹ ruột bên Đài Loan nè. Dạ. Vậy gia đình chắc khá giả hả? Chắc là bố mẹ ly hôn rồi. Ba của Khánh thì ở Sài Gòn. Lấy vợ hai, còn mẹ thì ở bên Đài Loan, chị gái bên Đài Loan. Có hai anh em ở bên này thôi. Khánh là chuyên mặc áo thể dục thể thao màu xanh này đúng hả? Dạ cái này là đi đá bóng đó. Chuyên cho đá bóng hả? Đá bóng ở đâu em biết không? Đá bóng ở sân gần chỗ cái tượng đài gì, ở bên đó có cái chùa gì đó. Chùa gì ở đâu? Chùa lớn ở bên Tây Ninh đó. Bên Tây Ninh là chùa gì? Cái chùa em không nhớ cái tên mà có cái chùa lớn ở bên. Chùa lớn ha. Rồi khi mà Khánh mà bắt đầu quyết định và ngỏ lời yêu em thì lúc em đồng ý ngay không, hay là em khoan để từ từ? Thì cũng từ từ qua lại nói chuyện, từ từ bắt đầu với nến. Em thấy Khánh có cái gì đó thực sự yêu em không? Em cũng muốn đến với Khánh à? Thì lúc đầu qua hành động ấy, lời nói của anh ấy thì em cũng tin tưởng đó. Mình có muốn đến với Khánh à, thực sự là đến để yêu nhau mà để sống với nhau không? Dạ có. Là hoàn toàn là yêu, là tình yêu chân thật ha. Dạ. Khánh có chia sẻ là kinh tế, cuộc sống của Khánh có khó khăn không hay có dễ chịu không? Chia sẻ cho em không? Dạ có, Khánh cũng nói là bây giờ Khánh khó khăn á. Bây giờ Khánh muốn mua cái xe rồi giúp mượn mấy chục. Xe đó là mới mua hay là mua lâu rồi em? Mua tiếp chiếc nữa. Mua 2 chiếc, ai chạy? Mua thêm một chiếc 7 chỗ mà mới á. 16 chỗ mà mới. Mà Khánh trả góp là Khánh đưa được 260. Khánh nói là mượn em thêm 50 để đủ 300 đưa trước cho bên salon xe. Là hỏi mượn tiền em luôn hả? Dạ. Xong bao nhiêu ngày hỏi mượn tiền? Từ khi 4 quen 4 năm tháng rồi. 4 năm tháng yêu rồi đúng không? Lúc đấy là yêu rồi đó. Đúng rồi. Xong rồi hỏi mượn, xong rồi với bảo em là cho mượn 3 tháng thôi em giúp anh với. Sau 3 tháng em chạy xe gom trả lại cho. Thì em mới nói là giúp thì em cho mượn không, nhưng mà sao phải trả lại. Nhưng mà em thì em kêu em không có. Thế Khánh bảo vậy đi hỏi bà ngoại dùm cho anh với. Thì Khánh nói chuyện với bà ngoại xong đâu đấy rồi. Mà Khánh nói với em thì em nói em không có giúp được nhiều. Em chỉ giúp cho anh 10 triệu nữa thôi. Vậy là Khánh mượn của mẹ 30, với của em 10 triệu. Là 40. Là 40. Sau khi đó là Khánh kẹt lại mượn em thêm 3 triệu, là 43 triệu. 43 triệu. Nhưng mà Khánh kêu là để Khánh viết giấy tờ cho, yên tâm đi. Anh thì trước giờ không có lừa đảo đâu. Nhà cửa anh là dân chạy xe mà lừa cái gì. Rồi thế là em tin ha. Dạ em tin. Rồi đấy em mượn. Em cũng nói với mẹ.
cái mẹ cũng kêu vậy thì thôi mẹ giúp cho nó, nhưng mà 3 tháng trả lại cho mẹ. Sau 3 tháng rồi anh không trả rồi anh chạy hết liên lạc luôn. Ô kỳ ấy. Thế là không cho mượn tiền thì sang gặp em thường xuyên. Đúng không? Sau khi mượn được tiền rồi là nó chia tay. Mượn tiền nó chia tay luôn. Dạ, trời ơi, quỷ là này. À, thôi chia tay đi, anh chỉ lo vào công việc thôi. Thì em cũng nói là sao cũng được à. Để giúp nhau là chính thôi, chứ còn không đến với nhau cũng đâu có gì đâu. Ông tướng này nếu như vậy là ông không yêu em thật. Nếu ông yêu thật thì mượn tiền hay không mượn tiền nó yêu vẫn là yêu. Thì đúng đó. Chưa? Vị trí là ông này, ông tướng này, ông thần tướng này, anh nhìn thấy nhận là ông này nói thật là đẹp trai. Đúng chưa? Anh nói thật, em nhìn có đẹp trai không? Em thấy bình thường. Không, anh thấy là đẹp trai ấy, phải có nói là hơn anh nhiều. Đó, một trời một vực luôn. Một mười một ba luôn. Vì vậy cho nên là ông tướng này ông đẹp trai, ông hot để giỏi. Ông này nói chuyện dẻo miệng không em? Dễ nói chịu. Nói chuyện cọc cằn à, không có ngọt. Cọc cằn à, ghi giấy. Anh nhìn nói chuyện dễ, nhìn cái kiểu người kia có vẻ dễ thương mà. Thì về quê mẹ em ở Đắk Nông á, xong rồi hỏi mượn tiền cái mẹ em không, mẹ em ngần ngại không cho mượn. Xong rồi na em, nói là về đây là không mượn được. Ngày kia thì em nói là ăn điện hỏi mẹ đi, em không có biết. Sau khi về Bình Dương ăn điện hỏi mẹ làm sao á, cái mẹ mới hẹn là chờ ít hôm mẹ nên là mẹ chuyển cho. Thế mẹ nên gắn cũng qua nói chuyện thì mẹ cũng thật thà mẹ chuyển cho mượn. Nhưng mà có viết giấy hẳn thôi. Hẹn ngày trả. Sau khi rồi bây giờ đến ngày cái mẹ mới hỏi. Thì chặn liên lạc cả em cả mẹ luôn. Em cho anh hỏi là Khánh có mua xe 16 chỗ thật không? Rồi cuối cùng cũng không mua. Em hỏi ra thì người nhà của xe đang ở, xe đang ở các trung tâm các đại lý, xe đang khi, ra. Khi mà Khánh chặn em rồi thì em mới liên lạc với người nhà Khánh thì người nhà nói nó không có mua. Nếu mà nó mua thì người nhà dư khả năng cho nó mua. Chứ không phải đi mượn tiền của mày mà mua. Nhưng sau khi nói với em mới biết là anh này anh lừa em. Xong khi em vẫn liên lạc thì anh nói chờ ít hôm gom mới trả cho. Em thấy cái người đàn ông này Khánh ấy, ít tuổi hơn em rất nhiều mà đi chơi em nhỉ, nhưng mà người ta có nói chuyện với em bằng anh em hay bằng vợ chồng nhỉ? Hay dạ là không, nói chuyện anh em thôi. Anh em hả? Em thấy cái cá tính người ta có mạnh mẽ không? Dạ có. Mạnh mẽ hả? Anh nhìn thì cũng được đấy, mà anh cũng nói thật là bây giờ đúng xã hội giờ khó hiểu ha. Giờ chả tin được. Đấy. Đến giờ phút này là em quen được khoảng mấy tháng là bắt đầu anh ta hỏi mượn tiền. Mà mượn cái là bao nhiêu ngày anh cắt liên lạc với em? Là sau một tuần. Một tuần luôn hả? Dạ. Trong một tuần nó có gặp em nữa không? Dạ không gặp. Chỉ có gọi điện thôi. Còn trước đây á, trước đây là thường thường khoảng bao nhiêu ngày lịch trình? Không có gặp. Chỉ thời gian quen nhau thì vậy, nhưng mà chỉ gặp nhau có 4-5 lần thôi. Vậy là ăn có 4-5 lần thôi. Cũng không có ăn, nhưng mà gặp chở em đi Sài Gòn. Anh hỏi một câu chuyện nghiêm túc này. Vậy là tổng cộng là em đi chơi và khách sạn gọi là vui vẻ đấy, hai người với nhau bao nhiêu lần trong vòng gần đấy tháng? Dạ được hai lần, một lần lên Bảo Lộc và một lần ở đây. Có hai lần thôi. Dạ. Hai lần nhưng mà kiểu lần tranh thủ chứ không phải đi cả ngày đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là chở em đi công việc về cái tranh thủ đi chơi. Anh hỏi em cái ý như vậy, anh hỏi như vậy là dạ. Không phải là ý gì, mà anh muốn biết là ông này có yêu em thật không? Nếu một người yêu chân thật thì có thể người ta dành tình cảm, dành thời gian, dành công việc cho em nhiều hơn. Nhưng mà đi với em toàn chốc lát hoặc tranh thủ, dạ, đúng không? Là vì vậy cho nên là anh nghĩ là ông ta đang, ông tướng này gọi là ông phi công đang là ông lợi dụng em. Đúng. Còn nếu thực sự yêu em ấy mà không nghĩ đến tuổi tác, bởi vì em hơn tuổi mà, không nghĩ tuổi tác là người ta sẽ phải quấn quýt bên em và có thể người ta luôn luôn ngọt ngào hoặc là cùng em chia sẻ hoặc trò chuyện. Ngoài những lúc gặp nhau đây là hai bên về có nhắn tin qua lại không? Dạ có. Nhắn lâu không em? Cũng nhắn đến cũng lâu lâu á. Khoảng đến mấy giờ đêm? Dạ 10 giờ. 10 giờ. Lâu lâu với nhắn thôi. Ồ. Nhắn hoài. Chứ không phải là ngồi nhắn liên tục. Đúng rồi. Có nghĩa là ông này ông ấy thả thính nha một. Ông chạy xe rồi ông bận á. Vậy là lúc đó ông thả thính là 3-4 con mồi, chúng con nào bắt con đấy. Gọi đi câu cá mà mình câu bằng nhiều cần ấy. Em biết câu cá không? Dạ biết. Anh là dân câu cá thế nên là anh đi câu cá nhiều hôm anh cầm 2-3 cần. Đó, anh ngồi gần bên này. Đó. Anh câu này 2-3 con loại mồi khác nhau. Mình làm thính á. Mình giật trúng con nào thì ăn con đó. Đó, con nào giật trúng con nào thì xào con đó trước, còn con nào chưa trúng thì xào sau. Gọi là lớn bùi mà bé mềm mà. Thế vì vậy anh đang chia sẻ, anh đang hỏi em những để mục đích chính là anh biết là cái câu chuyện của em là nó đi tới đâu, là người ta có thực sự là có yêu em không. Nhưng đến giờ phút này là anh đúc kết được cái câu chuyện này, thực sự là ông tướng này ông không yêu em. Đúng rồi, ông lợi dụng và lừa, mượn tiền là lừa thôi. Nhưng mà tại sao không hỏi mượn nhiều mà hỏi mượn có cần vậy? Đúng rồi, hỏi có vậy à? Chắc là sợ nhiều em không có đúng không? Anh nghĩ là như vậy, người ta muốn gì ít thôi. Bởi vì ăn ít là lo lâu, mà ăn miếng to quá thì hóc khó ăn. Có lần trước có mượn nóng của em á, xong rồi mấy hôm xong lại chuyển trả luôn. Đấy là mượn thử nghiệm thôi em ạ. Dạ, xong để rồi lấy uy tín. Xong rồi em mới thấy sẵn thẳng như vậy. Uy tín. Sao hỏi đấy. Cái có này, nhiều người á, anh đã thấy được rất nhiều người, rất nhiều các chị em phụ nữ là khác, là khi quen và yêu, người ta nói có thể là mượn 5 triệu, 3 triệu.
vài lần như vậy, mượn cái tối trả là đúng tối trả luôn, 7 giờ tối đúng chuyển luôn. Đúng. Xong để mục đích chính là lấy lòng tin, rồi khi nào thích hợp người ta biết rằng em có tiền, hoặc là biết rằng gọi là cá đã cắn câu, là người giật một cái một đó, giật binh một cái một là móc vào mép rồi, là lôi con cá là con cá to, em hiểu không? Thế vì vậy cho nên là các anh em đã đăng thông tin rất nhiều, tại sao em không xem? Thế em có xem á, có theo dõi anh á. Theo dõi em sao, em biết anh không? Em biết, xong rồi em qua số điện thoại thì em lại không tìm được. Mãi về sau này em mới tìm được anh đăng ở trên trực tiếp này. Em mới điện cho anh Hải, em hẹn anh Hải lâu rồi. Tại em cứ chờ mẹ em xuống để đi cùng em tới đây. Nhưng mẹ kêu bận thì thôi con đi đi. Tại vì giấy tờ là làm bên mẹ. Tại vì mẹ cho vay mà số của mẹ là tên của mẹ. Bây giờ là rõ ràng em có thấy là rõ ràng là anh ta là từ hôm mà bỏ trốn chặn số của em là bao nhiêu ngày rồi? Dạ cũng lâu rồi. Khoảng bao nhiêu thời gian rồi? Tính thời gian bao nhiêu thời gian rồi? Hồi tháng 6 đến giờ. Từ tháng 6 à? Giờ tháng 12 ha. Ở trong vòng 6 tháng qua là em hoàn toàn không liên lạc được. Dạ. Em đã tìm đến nhà chưa? Dạ em thì chưa tìm đến nhà, nhưng mà Khánh nói là không có ở nhà đâu, đừng có tìm. Gọi là Khánh hiện nay có viết giấy của em. Dạ. Có viết giấy và mượn tiền ha. Dạ. Vậy là đến giờ phút này chính thức là lừa, Khánh lừa em bao nhiêu tiền? Dạ của em là 13 triệu, của mẹ là 30. Là 43 triệu. Dạ. 43 triệu mà duy nhất đi chơi để tình cảm vui vẻ nhất chỉ có 2 lần. Dạ. Còn những lần khác là đi công việc. Hầu như đi công việc hết đấy anh ạ. Mình không đi, có tự nhiên đi chơi đâu. Mình có đi thường xuyên đâu. Dạ không. Hôm nào mà xa chở em đi công việc đấy rồi tiện tranh thủ đi ăn đi uống chơi. Những cái lần mà đi khách sạn hoặc đi vui vẻ với nhau là có trước khi đi vô những chỗ đó mình có đi ăn uống gì trước không? Dạ, đi ăn đi uống xong rồi ai trả tiền? Khánh trả tiền. Đó. Thực sự là ông tướng này ông cũng biết chơi, nhưng mà ông ấy gọi là ông ăn ít. Em hiểu không? Ông ăn ít, mỗi một người ông chỉ ăn mấy chục thôi. Có thể là ông này ông không đi quen những người con gái khác trẻ, mà ông đi quen những người con gái mà ngang tuổi em, có là chạc tuổi trên 40 trở lên. Đúng chưa? Đúng. Thì dễ ăn hơn, vì thường có tiền. Anh nói thật đó. Thường những người phụ nữ là lớn tuổi một xíu là hay có tiền, bởi danh dụ mà mình tích cóp. Còn những người phụ nữ trẻ tuổi thì cái thứ nhất là quen là phải đầu tư rất nhiều, cái thứ hai là có thể người ta sẽ không có tiền. Đó, đúng chưa? Thế vì vậy ông này ông đánh vào cái tâm lý mà ông giả yêu, ngây thơ, giả bộ mặt như vậy. Nhiều khi em lại tưởng là mình già hơn, mình khôn hơn, đúng không? Nhưng không phải, trong tình yêu không thể nói ai già, ai khôn hơn ai được. Trong tình yêu ai là người chủ đích lừa, là người kia sắp mắc bẫy. Anh đã cảnh báo trên cái cuộc trò chuyện như thế này, có lẽ là em biết nhiều đúng không? Nhưng mà không biết tại sao mà em vẫn còn dính. Em đã từng cảnh giác hoặc em đã lường trước cái sự việc chưa? Dạ em lường rồi, nhưng mà tại em nghĩ anh nói là qua nhà chơi cho biết nhà, là em biết nhà anh rồi em còn sợ gì nữa. Mà anh đã viết giấy rồi thì cứ đến hẹn anh trả cho. Chứ anh sống ở đây, anh là dân chạy xe lườm gì của em mấy chục năm mấy gì. Thì em cũng nghĩ anh đàng hoàng viết giấy rồi thì em cũng yên tâm. Chứ nếu mà như yêu nhau mà cho mượn không thì cái đó thì mình không tin, mình cho không á thì mình mất. Còn cái này viết giấy thì em cũng yên tâm rồi. Nhà cũng biết rồi, có gì sang nhà cũng được. Hoặc là giấy tờ, ví dụ có đưa ra xã hội thì mình cũng có giấy, có chữ ký. Và em cũng giữ luôn cái khoản mà chuyển tiền cho anh á. Em cũng giữ lại cái đó nữa. Anh đang nghĩ, suy nghĩ thế này. Anh Khánh thì đang có một chiếc xe, đúng không? 7 chỗ, xe dạ. Xe gì? Xe gì? Innova. Innova hả? Dạ, dạ. Innova. Dạ. Anh ta đã từng có một chiếc xe. Mà bây giờ nếu một chiếc xe thì chạy thì đủ, mà bây giờ để mua một chiếc xe nữa đó, mà vay mượn mua một chiếc xe 16 chỗ, mà để chạy xe này thì bỏ xe kia, đúng không ạ? Bởi vì người ta bỏ ra đầu tư, mà dân kinh doanh người ta đầu tư bỏ số tiền rất lớn để đầu tư xe này thì bỏ xe kia thì thực sự rất khó. Mà thuê tài xế khác chạy thì lại không yên tâm. Đó. Ý anh nói mà ví dụ khách đông thì anh chạy chiếc 16, còn khách ít thì anh chạy chiếc 7 chỗ. Anh chạy trong vòng 3 tháng là anh gom anh trả lại cho. Chỉ có em mới giúp được anh thôi. Chỉ có em mới giúp được anh thôi. Sau này mà không đến với nhau em vẫn cứ trả sòng phẳng cho. Chứ không có lừa đâu mà sợ. Em cho anh hỏi thế này, những lúc mượn tiền ấy là anh ta đang vui vẻ với em trong khách sạn hay là ở bên ngoài? Không có vui, anh ở nhà, anh bên kia, em ở bên này. Bên kia nhắn tin? Dạ nhắn tin qua điện thoại thôi. Em lúc em trước khi em cho mượn em có sợ mình cho mượn này bị mất không? Dạ, mất cả tình cả sợ. Tiền không? Em sợ, em biết. Nhưng mà tại em tin tưởng là người ta viết giấy rồi thì không sợ. Anh đã cảnh giác, mình cảnh báo rất nhiều rồi. Dù rằng viết giấy hay không viết giấy nó cũng không có quan trọng lắm em ạ. Mình yêu nhau là đến với nhau bằng tình cảm, bằng tình yêu chân thành, đúng không? Mà khi người đàn ông hoặc yêu những người phụ nữ hỏi mượn tiền là mình phải xem lại người ta có đáng tin hay không. Mà cho mượn thì nó sẽ đi đến đâu? Nếu người ta không trả mình thì sẽ như thế nào? Mà người ta chặn số mình sẽ sao? Có nhiều người chị em phụ nữ khác là đi quen mà với một số các anh trai hoặc các em trai, tướng mạo dung nhan thì ngon, nhìn thì đẹp trai,
như hot boy vậy, đi vô khách sạn này hổ hí chuyện trò, đến khi người ta dụ chả biết trang mất nhà mất cửa luôn, đến khi giờ chẳng hẳn luôn. Đó, rất nhiều trường hợp đến giờ phút lại đòi được người ta trả dần đó, nhưng mà mất nhà đúng không, trả dần sao mà mua được nhà, em cũng nhận không, nó rất khó rất khổ, tội nghiệp. Bây giờ là cái cuộc trò chuyện này của mình ấy, anh đang ghi hình này, hiện nay là rất nhiều máy và đăng tải rất nhiều kênh, mục đích chính ấy, là cho các cô chú anh chị mọi người cảnh giác cảnh tỉnh những cái trường hợp giống như em này. Nói chung là không ai mong muốn là mình lên mạng xã hội để chia sẻ cái câu chuyện mà tình cảm và nhiều chuyện tế nhị đúng không, để cho mọi người cũng biết, nhưng đây nó có thể là một cái câu chuyện bất khả kháng, phải không ạ? Em hết cách rồi đúng không? Dạ em hết cách rồi. Em có điều nào em muốn chia sẻ tâm sự trên video này để hy vọng là cái anh Khánh này đấy, không phải là anh nữa, bây giờ mình không thể nói anh được, cái thằng đi, mình nói thẳng là thằng, mà ít tuổi hơn em nhiều mà. Dạ đúng rồi. Bằng tuổi em út em thôi đúng không? Em hãy đọc tên họ tên nguyên quán của nó lên, hãy mau xong mau mau chóng trả lại tiền cho em. Em đọc tên đi. Dạ. Đọc lớn lên. Thằng khó, Võ Hùng Khánh á. Sinh năm mấy? Sinh ngày năm mấy? 91. Nguyên quán ở đâu? Dạ, nguyên quán ở bên Tây Ninh nha. Võ Hùng Khánh. Dạ mà em không biết cố địa ở cái địa chỉ nào. Ở gần đâu? Dạ ở gần cái chùa, gọi là cái chùa gì mà bao nhiêu hecta bên đó đó. À, chùa rất lớn nha. Nhưng mà Tây Ninh nó cũng rất rộng, em phải biết nói rõ là chùa ở đâu vậy. Dạ, nhưng mà em có cái vị trí của anh ở đây. À. Rồi, em đọc tên người ta cho mượn của em, lừa đảo của em bao tiền? Dạ, anh nói là cho anh mượn 50 để anh mua xe. Mua xe xong trong vòng 3 tháng anh gom anh trả lại cho. Thì em có nói là cái chỗ của em biết á, thì em không có, nhưng mà em chỉ giúp một ít thôi. Thế là Khánh mới nói là vậy thì mượn dùm của mẹ dùm cho với. À, anh làm giấy tờ anh trả cho mẹ. Còn của em anh cũng làm giấy tờ riêng luôn cho. Cứ tới 3 tháng là trả hết. Ừ. Chứ không có nửa đâu mà no. Thì Khánh nói vậy em cũng nghĩ là biết nhà nhau rồi. Ừ. Tin tưởng nhau rồi thì cái này dân làm ăn thì chắc họ cũng không lừa đảo đâu. Ừ. Em chạy xe mà cả nhà đều dân dịch vụ chạy xe mà. Ừ. Thì em nghĩ vậy em cũng tin tưởng em cho mượn. Bây giờ em yêu cầu làm sao mà Khánh về trả lại cái số tiền đó cho em. Nếu trả một lúc không được thì trả cho em trong vòng 3 tháng giống như lời hứa. Ừ. Tại vì hôm nọ em có gặp một lần rồi, Khánh nói là mẹ với chị cứ về đi. Em cứ về đi để em chạy 10 ngày em chuyển trước cho 10 triệu. Rồi từ nay đến Tết là trả hết cho. Vậy nó đã sang tìm một lần Khánh nói vậy rồi đi về rồi. Về rồi bây giờ liên lạc không được nữa. Thì giờ em nhờ mấy anh giúp em để đòi lại số tiền của anh Khánh về để em trả lại cho mẹ em. Em cho anh hỏi tổng cộng Khánh quen em mấy tháng? Từ ngày quen bắt đầu gặp nhau mà đến ngày kết thúc là mấy tháng? Dạ, từ tháng 4 cho tới tháng 7, tháng 8 gì á. Từ tháng 4, tháng 8 đi, cứ cho là vậy. Dạ. Là 4 tháng đi ha. Đúng không? 4 tháng. 4 tháng là 45 triệu hả? Dạ 43 triệu. À 43 triệu, 4 tháng 43 triệu. À, thực sự là cái câu chuyện rất đau mà. Em giờ phút này em còn, nếu mà có một bạn trai nào khác nhìn đẹp hơn, hot boy hơn, không phải là tập thể hình thể thao này, mà không phải là chạy bộ này đá banh gì nữa, mà anh ấy gọi là tướng, phải nói là body rất đẹp, VIP luôn. Đó, nói chuyện với em dễ thương, mà ngang tuổi em luôn là người ta làm quen, em có chịu không? Dạ không anh. Tại sao? Bây giờ em thấy chả tin được ai nữa, sao? Nên là sao em sợ tin? Em thấy chả tin được người ta nữa. Giờ đàn ông giờ em thấy sợ mà. Không phải là đàn ông rất sợ. Mà anh đã cảnh báo rất nhiều là dù rằng đàn ông hay phụ nữ, quen với bất kể ai mà mượn tiền, mà liên quan tiền, bạc, kinh tế, chấm dứt. Yêu bằng mấy cũng chấm dứt, đúng không nhỉ? Dạ. Anh đã rất nhiều người gọi điện cho anh, kể cả nhiều khi là gọi điện rất khuya, nói là anh ơi cứu cứu em. Bảo sao vậy? Anh ơi bây giờ em yêu cái người đàn ông này đó, qua internet mà yêu thì thắm thiết lắm, hứa hẹn anh ta đang có mấy chục hết cao su tiêu điều gì đó, anh ta đang đầu tư, mà anh ta nói là bây giờ đầu tư mua miếng đất bên cạnh, nhà bên đang cần đất bán, cần bán gấp cho anh mượn, và nay mai cưới nhau là tiền của chúng mình cả, thế cũng mà chuyển cả tỷ luôn đó. Đến giờ phút này là mất trắng, anh mà nếu như gọi anh sớm thì không có mất, anh sẽ dẹp luôn, bởi vì buồn phải chịu, đúng không? Yêu nhau là bằng tình cảm chứ không phải yêu nhau bằng tiền, đúng không? Đã là tình yêu thì không thể nói là tình cảm, thì không thể nói là tiền. Mà đã tiền là không có tình cảm. Những người mà yêu mà người ta nói tiền là những người đó là người ta không có yêu thật. Tại sao em không nghe? Đó. Em sợ chưa? Em sợ. Quá sợ đúng không? Dạ. Mới đầu chắc anh nhìn ấy, có thể là ánh mắt của em nhìn vào người ta, đàn ông này đẹp trai. Em mới đầu em có hỏi tuổi người ta không? Dạ hỏi thì Khánh nói là tuổi tác không quan trọng. Quan trọng bây giờ biết nhau rồi. Tuổi tác không quan trọng. Vâng. Em phải hình dung này. Tuổi tác không quan trọng, đồng ý là đó là nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng khi mà một người phụ nữ mà ngoài 40 tuổi đến 50 tuổi là nó xuống rất nhanh. Nhưng đàn ông nó bốn mấy, người ta bốn mấy 50 tuổi nhìn người ta rất bình thường.
đúng không? Đến lúc bây giờ ấy, mình có liệu người ta có chấp nhận đủ mạnh đủ lớn để người ta ở với mình hay không, đó là một vấn đề rất lan giải hiện nay, đúng không? Cứ một tình yêu không có tuổi, nhưng mà tình yêu là phải có tuổi em ạ. Nha, tình yêu đừng nói chuyện là tình yêu không có tuổi, tình yêu không có tuổi nó chỉ một phần rất nhỏ, nó phải có cái như thế nào mới không có tuổi. Ví dụ em là một bà chủ đại gia, em sống với người ta, em nuôi người ta thì có thể là không có tuổi vì người ta phải phụ thuộc em. Nhưng người ta đang hiện nay đang lái chiếc xe 7 chỗ mà đang muốn lâng bằng lái lên, đúng không? Lên hạng gọi là cao cấp hơn là lấy xe 16 chỗ. Anh nghĩ rằng ông tướng này chắc là có thể là ông sẽ phải lâng bằng lên để ông mới lái được xe 16 chỗ nếu có thật. Nhưng mà anh nghĩ chắc điều đó không có. Nhưng đến giờ phút này hoàn toàn không có xe, đúng không? Dạ không. Những lúc đi chơi với em ấy lúc vui vẻ nhất mà có hai lần em chia sẻ là đúng hai lần, đúng không? Dạ. Hai lần đó là anh ta có mạnh mẽ hay anh ta hời hợt và anh ta xong là anh ta về luôn. Dạ, xong rồi anh ta về. Về luôn. Đó, thực sự không có tình cảm. Đó. Đúng không? Thực sự nếu người ta yêu thật thì người ta dành tình cảm mà cả bao nhiêu ngày gặp nhau một lần, người ta dành rất nhiều tình cảm cho em. Âu yếm những cái lúc mà xong mà hủy bên nhau là âu yếm, đúng không? Nhưng mà đây xong cái người ta tranh thủ người ta về chạy xe ngay, mất cuốc xe. Đúng không? Dạ. Hoặc là về ngay để đi uống cà phê ngồi mình. Bởi xong là người ta chán. Đó, thì em phải hình dung là chính tỏ là người đàn ông này người ta không có thật. Em có điều nào em muốn chia sẻ trên cái câu chuyện này để hy vọng là các cô chú anh chị mọi người xem video này nó là một cái minh chứng. Em chia sẻ đi. Dạ, em hy vọng là sau này mấy chị mấy em là đừng có giống như em, tin tưởng người ta và cứ nghĩ người ta thương mình để giúp người ta, nhưng mà lòng tin của mình đã bị người ta lợi dụng, người ta lừa đảo của mình. Thì thôi bây giờ em cũng xin mấy anh mấy chị là đừng có yêu nhầm những người giống như em nữa, để sau này là mất cả tài sản. Mất cả chì cả trải, dạ. Không những mà đăng lên là có thể là rất nhiều cô chú anh chị mọi người nói những ý kiến thậm chí còn không hay nữa kìa. Bởi vì ai xem cũng bức xúc, đúng không? Dạ. Bởi vì mọi người bức xúc là cái lý do tại sao quen mà người ta mượn tiền. Mượn tiền là không quen, chấm dứt luôn. Kể cả là người mình có ăn ngủ với người ta đổi dẹp luôn, đúng không? Dạ. Đó, em thiếu sự tỉnh táo lý do rồi. Vậy là trong thời gian này chắc mệt vất mệt mỏi ha. Dạ, em mệt mỏi lắm, ngày nào em cũng suy nghĩ tới cái tiền này mà em buồn lắm. Mất cả tiền, mất cả tình. Bao nhiêu điều hứa hẹn, đúng không? Thề ước, đúng không? Hứa hẹn là sau này ví dụ như là sông cạn đá mòn này, hay là nước chảy bèo trôi này, anh vẫn yêu em chẳng hạn. Người ta hứa, người ta thề với em vậy thôi. Nhưng thực sự là lên cung trăng hết rồi. Hiện nay có thể là trong thời gian vừa rồi là người ta đang hứa nhiều người khác. Đúng rồi, em đang sợ vậy đó. Cho nên là em cũng muốn lên đây để nhờ mấy anh để thông tin anh này lên, để cho những người biết anh này hoặc là bạn Facebook của anh này tránh xa ra, chứ không lại là nạn nhân thứ hai giống như em á. Facebook của ông Tư Thần Tướng này, ông có tên gì? Ông phi công có tên gì em? Tên Duy Khánh đó. Duy Khánh hả? Có hình đại diện là xài luôn á. Hình đại diện là có ấn độ, hình đại diện ăn thành chiếc xe hơi rồi. À, hình đại diện có chiếc xe hơi Innova đúng không? Dạ, sau khi anh em có biết em cho anh biết là cái biển số xe Innova là mấy em biết không? Dạ. 70 mấy? Dạ có. 70 mấy? Điện thoại. Đó. Rồi là tí nữa anh sẽ tiếp tục anh ghép cái hình vào cho để cho mọi người thấy rõ. Dạ đúng rồi. Nhá. Dạ. Ừ. Rồi hôm nay thì em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ câu chuyện này. Dạ. Thì các anh em sẽ đăng tải cái thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội, em có đồng ý không? Dạ em đồng ý. Rồi anh cảm ơn em cuộc chia sẻ của em, hy vọng trong thời gian tới thì chuyện gì nó lỡ rồi nhá. Mình yêu ai đó thì ai cũng có nhu cầu hạnh phúc hết, chứ không nói là lớn tuổi hay nhỏ tuổi hay già hay trẻ, trai gái, đúng không? Ai cũng mong muốn là có một cái cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà mình yêu ai, mình đến với ai, mình phải tìm hiểu người ta là bản chất con người ta, ít nhất mình phải biết nhiều về người ta. Nhưng mà em chỉ gặp một vài sơ sơ thôi, nhưng thực sự là anh thấy có nhiều điều rất bất chắc trong cái mối quan hệ này. Đó, đúng không? Đến giờ phút này cái minh chứng rõ ràng là ông ta lừa em, đúng chưa? Ông thần tướng này, ông phi công này, ông lừa em là cắn của em là hơn 40 triệu. Đó, đến giờ phút này bỏ trốn rồi. Ông đá mày nữa. Ôi giời, ông này huấn luyện viên cái gì? Huấn luyện viên đá em đi, huấn luyện viên gì? Ông nói lên trên, ông có cái trang YouTube riêng của ông luôn. Trang tên gì? Anh coi. Ôi giời, lại cái trang YouTube lên gì nữa? Nhưng mà ông này sao ông dậm dâu vậy? Dậm dâu này chắc là phê đây. Em không, mê nó không có tình cảm gì đâu. Nó cọc cằn lắm. Không có tình cảm à? Dạ, nói chuyện cọc cằn lắm. Khi anh hỏi thật nhé, tế nhị. Khi vô khách sạn với em ấy là người ta có cái tình cảm, người ta có. Dạ không. Không có tình cảm. Gọi là giả bộ cho qua loa qua xong chuyện đúng không? Dạ. Em hiểu từ đó không? Dạ em hiểu. Không có tình cảm ngọt ngào. Không có âu yếm gì đúng không? Dạ không. Chứ vào cái này kiểu như là như em biết đúng mà rồi. Em biết mấy con heo mà nó đã chết đói không? Kiểu như vậy đúng không? Xong thôi đúng không? Chứ không làm cho mình tin tưởng người ta vậy đó. Ừ. Gọi là có, nhưng thực sự là trong lão ông ta là ông không để ý không em. Đâu, đúng không có em. Anh nói thật, trong đầu ông ta không có em. Mà ông ta muốn làm cho chuyện cho xong này. Để lấy niềm tin cho mình đó là
anh ta yêu mình là mới mượn được của mình đó. Nhưng mà có khỏe lắm không? Ông này có khỏe không? Dạ không. Yếu à? Trong tướng này mà yếu à? Vận động viên mà huấn luyện viên mà yếu có chứ rồi. Tướng khi, cao to đẹp trai, dậm râu sâu mắt. Thương mình tận lòng thì làm sao người ta ấy được? Thì đúng là tướng này vào đấy thì khỏe lắm này. Anh ấy, nếu đúng để đoán tướng anh không phải thầy bói đâu. Anh xem tướng sách, nếu mà cái người đàn ông này tướng mạo này là ốm ốm xương xương này mà cao to mà cơ bắp không là sung lắm này. Anh ấy, nhưng mà là yếu thì anh thấy là chính toàn người ta không thật. Đúng rồi. Thật mà thật thì không bao giờ mượn tiền. Mà mượn tiền là giả đàng hoàng chứ không phải mượn tiền trốn. Rồi thì thực sự cái câu chuyện của em mà chia sẻ ở đây thì chắc chắn là rất nhiều người nghe câu chuyện này phải bức xúc. Đây là những người đàn ông mà phải nói là bám váy đàn bà. Mà đây những phi công này phải nói là chuyên gia lợi dụng tình cảm của tất cả chị em phụ nữ. Mục đích chính là lấy tiền để ăn xài hoặc làm những việc khác, đá gà đá vịt, lấy bà lọ nuôi bà kia. Có thể là lấy tiền của em đi nuôi những cô gái trẻ khác. Anh nói thật đấy, bởi vì ông tướng này ông không đủ tuổi để ông đi dụ các cô gái khác trẻ đẹp mà người ta cần tiền, phải có tiền người ta mới quen. Còn với những người phụ nữ như em thì người ta em chỉ cần tình thôi, đúng không? Có thể em dâng hiến hết. Đây là cũng may mắn cho em là mới số tiền rất nhỏ. Còn nếu như ông này ông ấy cắn câu em một thời gian nữa, một vài năm ấy, có thể là tình yêu nó cháy bỏng hơn, nó lồng làn hơn, đúng không? Mạnh mẽ hơn. Có thể ông ta sẽ dụ em bán nhà bán cửa để đầu tư làm ăn hoặc mua nhà chỗ khác. Này em dính quả này em gọi là mất cả mẹ cả con luôn, đúng chưa? Nó là em gãy gánh giữa biển luôn đấy, biển khơi. Em biết giữa biển khơi không? Là cá mập lăn cả em luôn. Đó, may mắn cho em rồi. Thôi thì thực sự cái câu chuyện của em này chia sẻ đến đây thì cũng đủ hiểu rồi nhé. Em còn muốn nói điều gì trên cái cuộc trò chuyện này không? Không à. Rồi, anh chúc em mạnh khỏe và thượng lộ mình nha em nhé. Hy vọng là trong thời gian tới thì em gặp nhiều may mắn hơn. Có thể là hoặc là có một là sau tới đây em có mối tình nào đó thì thực sự người ta yêu em thật. Chứ đây là ông yêu em thì yêu hôm nay là ông thật. Chứ trong vòng 4 năm tháng thì ông phải thịt em nhiều rồi. Chứ 4 năm tháng mà thịt có 2 lần. 4 năm tháng mà không hẹn em hoặc là em từ chối thì phải chịu. Chứ 4 năm tháng mà gặp anh thì anh phải hẹn một tháng ít nhất là phải 5 lần 10 lần. Chứ 4 năm tháng mà hẹn cái nó bận xong rồi chạy xe. Có lẽ em cũng hẹn đúng không? Em có hẹn nhưng ông tướng này ông nói là bận. Dạ ông hẹn em, ông hẹn là để ít bữa ăn qua chơi thôi. Cứ hẹn vậy thôi. Dạ đúng rồi. Hẹn dắt vậy thôi. Đúng không? Để cho em đuổi đuôi vậy, cho em leo cây vậy, đúng không? Nhưng thực sự là không thật. Rồi anh cảm ơn em rất nhiều nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị các bạn, ở đây là cái câu chuyện là thực sự là em gái này về đây chia sẻ câu chuyện thực sự là nghe rất bức xúc. Các anh em nghe những câu chuyện mà những người đàn ông là chuyên bám váy đàn bà phụ nữ để lợi dụng ăn những đồng tiền này phải thực sự rất đau. Nó nghe bức xúc. Mình có tài giỏi ra ngoài kiếm tiền để mình bỏ tiền đi chơi. Chứ đã xác định mình chơi với bạn gái mà lợi dụng người ta này thực sự rất đau đớn. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Nếu ai phát hiện là thông tin chính thức cái ông Khánh này đang ở đâu, gọi là phi công trẻ này đang ở đâu, thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Bình Dương theo số điện thoại 0913 78 5858. Anh em sẽ tìm cách để giải quyết giúp em gái này lấy lại tài sản của mình.